Mình vừa hoàn thành một tiểu cảnh phiên bản nhỏ hơn của cái hồ này. Tất cả mọi thứ đều giống nhau, chỉ trừ cái tán cây ra. Thay vì giống như cái dưới này được dán bằng rêu thật, thì cái tán cây bên này được làm bằng rêu giả, không tốn công chăm sóc và gần như là không có tuổi thọ. Kích thước của tiểu cảnh này dành cho hồ Cubit 20, một size hồ nhỏ gọn có thể đặt ở bàn làm việc. Kích thước hồ như vậy thì có thể nuôi được một con cá beta, hoặc là 4 tới 6 con cá bảy màu, hoặc là một số loại cá có kích thước nhỏ như cá bảy màu. Rửa xong rồi thì mình đặt cái hồ ở đây ha. Cái bàn này hơi nghiêng nhưng mà lát nữa bơm nước vô là nó thẳng lại ngay à. Sau đó thì mình sẽ đặt tiểu cảnh vào hồ, kế tiếp là đổ nước đã qua xử lý vào hồ luôn. Sử dụng nước đã qua xử lý vì hôm nay mình sẽ thả cá ngay vào trong cái hồ này luôn. Vào nước một cái là thấy cái hồ nó sống động lên liền luôn. Thông thường thì mình sẽ sử dụng đèn hai nhánh, nhưng lần này thì mình sẽ sử dụng đèn S3 LED vì loại đèn này nó có một công dụng khá thú vị mà một lát nữa khi mình thả cá thì các bạn sẽ thấy nó thú vị ở chỗ nào. Trang bị đèn xong thì mình sẽ trang bị thêm một cái lọc. Ở những loại lọc treo như này thì khi sử dụng nhớ là mòi nước cho nó nha. Không mòi nước thì nó không hoạt động được và cứ để nó chạy mà không có nước khoảng 1 đến 2 tiếng là nó cháy cái máy bơm luôn. Cuối cùng là mình sẽ châm thêm zero shock để ổn định nước trong hồ, phòng ngừa được trường hợp cá bị ngộ độc nước, bị stress căng thẳng khi tiếp xúc với nguồn nước mới. Và sau 2 tiếng chạy nước thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thả cá. Đây cũng chính là lúc các bạn sẽ thấy công dụng thần kỳ của cái đèn S3 LED này là nó đánh đỏ màu cá nhưng không đỏ màu nước, nhưng chỉ áp dụng với màu đỏ thôi, còn những màu khác thì không có tác dụng. Và cuối cùng cũng đã xong một hồ cá thủy sinh mini, có thể đặt ở bàn làm việc, bàn học hoặc bất kỳ ở đâu mà không chiếm quá nhiều diện tích.